đồng tiền bất nghĩa không thể đặt lên cán cân công lý. Quý vị thân mến, đồng tiền bất nghĩa có sức tác động tiêu cực đến các giá trị cộng đồng, nên không thể đặt lên cán cân công lý để gây những hệ lụy lâu dài cho xã hội. Đồng tiền bất nghĩa mà những ai đã lạm dụng chức vụ để có được còn gọi là nhận hối lộ. Tuy nhiên, đồng tiền bất nghĩa không thể xem như tham nhũng vặt khi len lỏi vào các hoạt động gìn giữ và thực thi pháp luật. Bởi lẽ, đồng tiền bất nghĩa xuất hiện thì cán cân công lý sẽ chênh trao. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa bắt quả tang thẩm phán sơ cấp Nguyễn Thị Tuyết Sương nhận hối lộ 40 triệu đồng ngay tại trụ sở làm việc. Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Sương, năm nay 52 tuổi, trình độ thạc sĩ luật, đang giữ cương vị Phó Chánh án Tòa án Nhân dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Thủ đoạn để có những đồng tiền bất nghĩa của đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Sương là cố tình dây dưa kéo dài thời gian thụ lý hồ sơ, đòi nguyên đơn, chung chi mới chịu đưa vụ án ra xét xử. Hành vi táo tợn của đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Sương không phải chưa có tiền lệ trong ngành tòa án. Cách đây một năm, đêm 11 tháng 11 năm 2022, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã bắt quả tang Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, Châu Văn Mỹ nhận hối lộ tại một khách sạn trên địa bàn phường 1, thành phố Bạc Liêu. Người đem những đồng tiền bất nghĩa đến cho đối tượng Châu Văn Mỹ là nữ bị cáo trong một vụ án trộm cắp tài sản. Với hứa hẹn cho nữ bị cáo hưởng án treo, đối tượng Châu Văn Mỹ không chỉ lấy 100 triệu đồng mà còn ép nữ bị cáo phải đáp ứng nhu cầu tình dục. Nhân danh công vụ để trục lợi cá nhân một cách tởm lợm như đối tượng Châu Văn Mỹ, mà chỉ bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt 4 năm tù. Bất cứ một xứ sở nào muốn tồn tại một cách yên ổn và phát triển thì nhất định phải bảo vệ cẩn trọng sự công bằng của mỗi con người trước pháp luật. Những triều đại phong kiến được xem là thịnh trị đều tuân thủ nguyên tắc, vua sai phạm cũng bị xử tội như thứ dân. Vì vậy, nữ thần công lý ở phương Tây có giải băng bịt mắt để không thiên vị. Vì vậy, huyền thoại Bao Thanh Thiên ở phương Đông được truyền tụng như một vẻ đẹp muôn đời. Trong thư gửi Hội nghị Tư pháp Toàn quốc vào tháng 2 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Các bạn là những người phụ trách thi hành pháp luật, lẽ tất nhiên các bạn phải nêu cao cái gương phụng công, thủ pháp, chí công vô tư cho nhân dân noi theo." Bây giờ không chỉ dùng câu răn dạy, phụng công, thủ pháp, chí công vô tư làm khẩu hiệu, ngành tòa án còn phát động phong trào thi đua, trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng vì công lý. Đành rằng có thể biện minh, con sâu làm dầu nồi canh, nhưng khi đã xuất hiện nhiều cán bộ tòa án nhận hối lộ ở nhiều địa phương như là Nghệ An, Gia Lai, Kon Tum, Bắc Giang thì cần phải nghiêm khắc cảnh báo cán cân công lý nguy cơ nghiêng ngả bởi đồng tiền bất nghĩa. Công lý không thể bán mua và công lý càng không thể là món hàng để đổi trác mưu lợi riêng tư. Bởi lẽ khi công lý bị hoen ố, bị che mờ thì lòng tin của con người không còn biết bám víu vào đâu. Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, chấp nhận 3 năm tù? Quý vị thân mến, mới đây Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được 5 đơn kháng cáo, trong đó có 4 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đến nay tòa không nhận được đơn kháng cáo của bà Nguyễn Phương Hằng. Nhiều người tỏ ra thắc mắc với quyết định không kháng cáo của bà Phương Hằng, mặc cho xuyên suốt phiên tòa, bà Hằng nhiều lần tỏ ra hối lỗi xin giảm nhẹ hình phạt. Bà Phương Hằng không kháng cáo. Vào ngày 21 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bà Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, phạt ông Đặng Anh Quân, 45 tuổi, tiến sĩ luật, giảng viên đại học, 2 năm 6 tháng tù, phạt các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, trợ lý tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên văn phòng công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, 1 năm 6 tháng tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo Điều 333 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Như vậy, hạn chót nộp đơn kháng cáo của bà Phương Hằng và 4 đồng phạm là ngày 6 tháng 10. Do bà Phương Hằng, bà Hằng bị giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 đến nay là hơn 18 tháng và ông Đặng Anh Quân đang bị tạm giam tại trại giam T30. Nên nếu như các bị cáo này có kháng cáo thì đơn kháng cáo phải gửi qua giám thị tại trại tạm giam và ngày kháng cáo là ngày giám thị tại trại giam, trưởng nhà tạm giữ nhận được đơn và xác nhận. Đến sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết tòa vẫn chưa nhận được đơn kháng cáo của bà Phương Hằng. Như vậy, bà Phương Hằng đã không có đơn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm. Bốn bị cáo khác trong vụ án là ông Quân, bà Hà, bà Nhi và ông Tân cho rằng mức án mà bản án sơ thẩm tuyên đối với họ là quá nặng nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân thừa nhận hành vi phạm tội, riêng ông Đặng Anh Quân kêu oan. Chỉ một người có quyền nghĩa vụ liên quan kháng cáo. Theo đó, bà Đinh Thị Lan kháng cáo phần bản án sơ thẩm liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của bà.
Theo bà Lan, hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã xét xử không khách quan, không có căn cứ và đúng pháp luật, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà. Đồng thời bà cũng yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xem xét tư cách tham gia tố tụng của bà là bị hại và xem xét yêu cầu bồi thường thiệt hại của bà. Ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hà Ni, cựu nhà báo, luật sư, thạc sĩ luật Hà Ni, ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, tức ca sĩ Thủy Tiên, cùng với chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà không có kháng cáo. Nguyễn Phương Hằng bị giam từ tháng 3 năm 2022 đến nay đã hơn 18 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc bà Hằng đã thụ án hơn 1/2 thời gian của bản án được nêu trên. Trong suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bà Hằng luôn phối hợp với cơ quan chức năng, hối lỗi với những hành động mà bà đã gây ra. Điều này phần nào cho thấy thái độ hợp tác, nhìn nhận sai lầm của bà Phương Hằng. Theo các chuyên gia luật nhận định, thay vì xin kháng cáo thì bà Hằng còn đang xin phép cơ quan chức năng xin thi hành án sớm mặc lời khuyên kháng cáo của gia đình. Có lẽ, ngoài việc bà Hằng nhìn nhận được lỗi sai của mình trong quá khứ, bà còn đang muốn được hưởng sự khoan hồng của nhà nước bằng việc xin giảm án thay vì kháng cáo. Hiện nay, pháp luật không có quy định rõ về khái niệm giảm án là gì, tuy nhiên ta có thể hiểu giảm án là một hình thức thể hiện sự khoan hồng, bao dung của pháp luật đối với người phạm tội bằng cách giảm thời hạn phạt tù, hoặc chuyển từ hình phạt tử hình sang hình phạt tù chung thân, hoặc từ tù chung thân sang tù có thời hạn. Tuy nhiên để có thể được giảm án thì người bị kết án cần phải đáp ứng các điều kiện được quy định theo pháp luật như là phạm tội lần đầu, có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt. Hay nói cách khác, giảm án là giảm thời hạn chấp hành hoặc là hình thức chấp hành hình phạt. Việc giảm án được thực hiện bởi tòa án trên cơ sở quyết định cho đối tượng là người đang chấp hành hình phạt. Việc xét giảm án phải tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm tính nhân đạo, xã hội chủ nghĩa, khách quan, công bằng và có tác dụng khuyến khích phạm nhân thi đua cải tạo tiến bộ. Thực tế đây chỉ là suy đoán và nhận định của các chuyên gia, chứ bà Phương Hằng chưa hề lên tiếng về vấn đề này. Chúng tôi sẽ cập nhật nhanh nhất khi có thông tin mới nhất về vụ việc. Chưa có nhiều tác phẩm điện ảnh truyền tải văn hóa dân tộc. Thưa quý vị khán giả, phim Việt thua trên sân nhà, giải cứu phim Việt, phim ngoại lấn át phim nội là những đề tài từng được bàn đến. Còn nữa, người Việt thuộc lịch sử, hiểu biết về văn hóa của nước khác hơn nước mình, bởi vì các phim các nước quảng bá văn hóa lịch sử quá giỏi. Thử điểm lại, điện ảnh Việt Nam có được bao nhiêu tác phẩm đậm đà bản sắc văn hóa, e chỉ đếm đầu ngón tay. Những phim ăn khách trên thị trường có doanh số khủng nhưng không thể tìm được những giá trị văn hóa ở đó, mà chỉ là đáp ứng thị hiếu nhất thời. Không có dấu ấn văn hóa, tác phẩm không đánh thức được niềm tự hào về con người, lịch sử, truyền thống của đất nước. Cũng khó khăn cho các nhà làm phim vì khai thác đề tài văn hóa dân tộc không dễ. Muốn thu hút khán giả đến rạp hát phải là chuyện giật gân, câu khách, còn hương sắc văn hóa không hợp khẩu vị. Thực tế là vậy. Tuy nhiên, cũng cần xem lại chất lượng của các bộ phim khai thác đề tài văn hóa, nội dung đã đủ độ chín muồi để hấp dẫn người xem hay chưa. Khoan hãy nói tới việc đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới để quảng bá văn hóa và du lịch, mà trước hết là làm cho được cái việc nuôi dưỡng văn hóa dân tộc ngay chính trong các thế hệ công dân Việt Nam. Ở đây, không chỉ là chuyện của nghệ thuật điện ảnh, mà là nhiệm vụ giữ gìn, lan tỏa, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, nhất là khi mà văn hóa các nước xâm thực dữ dội vào Việt Nam qua điện ảnh và các loại hình giải trí khác. Đừng trách giới trẻ mê phim nước ngoài bởi chuyện sử ngoại phanh vách. Bởi các dòng phim trong nước nhạt nhòa, không có dấu ấn lịch sử, văn hóa thì phim nước ngoài nổi trội hơn. Xin được nói thêm, phim lịch sử không tách rời văn hóa, từ kiến thức, trang phục, ẩm thực, ứng xử cho đến cách thức giao tiếp. Thế nhưng, dòng phim lịch sử của Việt Nam chất lượng chưa cao, hàm lượng văn hóa lại càng thấp. Muốn khai thác điện ảnh là một kênh truyền tải văn hóa thì phải có sự tác động bằng nhiều cách, trong đó có hỗ trợ tài chính cho những dự án phim đạt chất lượng. Ngoài ra, các giải thưởng về điện ảnh cần ưu tiên cho những tác phẩm có nội dung tôn vinh văn hóa dân tộc. Sự đề cao giá trị văn hóa trong điện ảnh sẽ khuyến khích các nhà làm phim đầu tư cho mảng đề tài này. Có nhiều kênh lưu giữ và truyền tải văn hóa như sách vở, sân khấu, hệ thống thư viện, bảo tàng. Trong đó, điện ảnh là kênh rất có ưu thế. Cho nên, phải đầu tư và khai thác các loại hình nghệ thuật này để quảng bá, lan tỏa văn hóa Việt. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.